Cô nói là cô không vô phòng anh Kinh Long. Vậy ai bồng cô vô phòng trống? Mắc cười quá ha. Đúng vậy, là anh bồng đó. Hả? Anh nói cái gì? Dạ thưa nội, tại vì sáng nay con thấy Tơ nằm ngủ gục ngoài hành lang. Vì con biết là cả đêm qua Tơ thức làm phấn nụ với nội, cho nên là con đưa Tơ vô phòng cho cậu nghỉ ngơi. Và hơn nữa trước lúc đi làm con có dặn dò díu Nam Mô rồi. Dạ đúng thưa mẹ, cậu Kinh Long có dặn á, để yên cho Tơ ngủ, đừng có làm phiền Tơ. Anh bị điên hả? Con nhỏ này nó cho anh cái gì mà lúc nào anh cũng binh vực hết vậy? À, lúc nãy á, em thấy là Vũ Nam Ô gọi điện thoại cho anh. Mẹ ơi, chắc là hai người thống nhất với nhau để nó đỡ cho nó đó mẹ. Nếu như em không tin thì để ba anh về hỏi ba anh đi. Lúc anh bồng tay vô phòng, ba anh có nhìn thấy đó. Anh... Thôi được rồi, rửa là đã rõ hết rồi. Mọi chuyện Hiệu Lâm á đã được giải quyết, cuộc họp ní á giải tán được rồi. Con không có chịu đâu, rõ ràng là mẹ đang thiên vị cho nó đó. Mẹ già rồi mà còn bị nó dụ nữa hả? Em thôi đi. Em ăn nói cho cẩn thận chút đi. Từ nhỏ tới lớn anh thấy nội luôn là người biết phải biết trái, biết phân xử công bằng. Em hỗn với anh á thì anh có thể bỏ qua, nhìn cấm em tuyệt đối không thể ăn nói hỗn hào với nội. Nhưng mà rõ ràng là mẹ thiên vị mà. Người thiên vị ở đây không phải là nội, vì nội đang cố phải kìm nén để không nổi giận với em và OK. Người thiên vị ở đây chính là anh đây nè, vì anh chưa hỏi tội em đó. Anh nói linh tính gì vậy? Em có tội gì đâu. Tại sao? Tại sao em dám tự động vào phòng của anh? Hả? Anh có bị sao không vậy? Con nhỏ này nó nằm trình ình trên giường của anh, nên em vô em lo nó ra chứ bộ. Trước khi đi anh đã khóa trái cửa lại rồi, tại sao biết Tơ nằm trong đó mà mở cửa bước vô? Không có, em mở cửa phòng anh tại vì ok suối em á. Ấy da, răng Mimi đã có táo thì đúng là o suối con mà. Bây giờ anh trách con á thì o phải đỡ cho con chứ. Chú trả cái con đi, mặt Mi đã ghét dễ sợ luôn ấy. Bữa tê Mi nói là Mi muốn đuổi con Tơ đi, cho nên Mi kêu tao, tao tìm cách giúp Mi. Tao nghe lời Mi là vô quan cho nó, đưa nó vô trong cái cứ đạn cốt. Cái gì vậy cô ba? Sao cô ba nói ra vậy? Sao tự nhiên Mi kêu tao đừng khai? Tại Mi khai cho nên tao mới khai. Có ai hỏi đó mà tự nhiên la lên vậy? Rồi tao nói hết cho mọi người nghe rồi. Ai biểu Mi đổ thừa cho tao? Tao không muốn nổi đâu. Tại Mi nói là lỗi tại tao, cho nên tao phải khai ra chịu Mi. Chứ không tao nổi làm chi? Bây giờ chọi cẳng tao thì coi như là tao phải đánh chó chứ. Ô vừa phải rồi nha, hồi nay là chó. Mọi người làm chứng đi, con có nổi hẳn là con chó mô. Rõ ràng là cô ám chỉ con mà. Cô phản con á thì cô đừng có hối tiếc nha. Mi cùng phe với tao hay là cùng phe với hẳn mà tự nhiên Mi phản tao? Hai đứa mình là đồng minh với nhau, sao tự nhiên là phản nhau?